bắt nói Xin chào các cả các bạn Mình tên là Hi Hòa Năm nay mình 6 tuổi Ở nhà mình gọi là Tèo Hôm nay mình viết một bức tranh rất là đều để tặng mẹ 20 tháng 10 Đây là bông hoa để mình Đấy nước cho bông hoa hồ mẹ Đây là 12 tháng 10 Mình chăm chỉ học giỏi Giữa lô bố mẹ Mình thích sửa nhà các bạn hãy cùng mình rất là và đêm tốt đẹp này nhé. Tạm biệt các bạn các bạn.